Tiệc gây quỹ đại hội kỳ 10 và quỹ phát triển đền thánh mẹ Lavan Las Vegas, phần văn nghệ và giàn vũ thực xuất sắc do các nghệ sĩ mà quý vị hằng quý mến đảm trách, vé bán tại nhà sách Tú Quỳnh, các cửa hàng Việt Nam tại quận Cam và tại San Diego. Cha Thomas Hà Quốc Dũng, giám đốc đền thánh mẹ Lavan Las Vegas và ban tổ chức kính mời. Tiệc được tổ chức tại nhà hàng Golden Sea, thành phố Anaheim, California, lúc 5:30 chiều Chủ nhật 24 tháng 9.